Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh True Smart. Các bạn đang sử dụng những chiếc điện thoại có sở hữu cảm biến vân tay, nhưng qua một thời gian dài sử dụng thì các bạn có cảm giác như là vân tay của các bạn trên chiếc máy càng ngày nhận biết càng kém. Thậm chí nhiều bạn còn nghĩ rằng là chiếc máy của mình, cái cảm biến vân tay của nó yếu đi, hay là cảm biến vân tay của nó đã bị hỏng. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Vậy thì nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào thì mời các bạn cùng xem tiếp video ngày hôm nay. Tôi sẽ giúp các bạn giải đáp cái câu hỏi này nhé. Nguyên nhân đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến vân tay của các bạn đó chính là bụi bẩn bám trên cái bề mặt cảm biến vân tay của chiếc điện thoại của chúng ta. Ở đây trên iPhone thì nó là nút home ở đây. Và nhiều khi thì tay chúng ta ra mồ hôi, dính nhờn, nó sẽ bám vào đây và khiến cái bề mặt này cảm nhận vân tay kém, hoặc là tay chúng ta bị bẩn, hoặc là cái bề mặt cảm biến này bị bẩn. Vậy thì cách đầu tiên, các bạn hãy dùng giấy hoặc là khăn vệ sinh lại cái bề mặt cảm biến vân tay này cho thật sạch. Và mỗi lần trước khi cảm biến vân tay thì các bạn nên nhớ là hãy để tay của chúng ta khô ráo sạch sẽ. Đấy, thì cái cảm biến của nó sẽ nhận biết tốt hơn. Đấy, các bạn có thể thấy là nó đã nhạy hơn rất nhiều. Đó, nó nhận, ngay lập tức nó nhận luôn. Cách thứ hai là các bạn có thể bỏ ra một chút ít thời gian để khởi động lại chiếc máy bằng cách giữ ấn nút home và giữ phím nguồn. Là với cách làm này thì có thể giúp chiếc máy của chúng ta được reset, và không chỉ là cái chức năng cảm biến vân tay mà tất cả mọi cái tính năng ở trên chiếc điện thoại nó được reset thì nó sẽ được hoạt động ổn định và hoạt động trơn tru và tốt hơn. Thì khoảng quãng thời gian khoảng 1 tuần rồi ạ, các bạn chỉ cần reset lại một lần như thế này. Đấy. Như vậy là được, nó sẽ giúp chiếc điện thoại của chúng ta hoạt động trơn tru và mượt mà hơn rất là nhiều. Hoặc để nhanh hơn thì các bạn có thể vào cài đặt, các bạn vào tag ID và mật mã. Sau đó các bạn tắt tính năng tag ID đi. Sau đó chúng ta lại bật lại. Cách này sẽ giúp chúng ta khởi động lại tính năng tag ID ở trong máy để cho tag ID nhận biết tốt hơn. Cách tiếp theo đó chính là các bạn hãy tạo vân tay mới ở cho chiếc máy. Chúng ta sẽ xóa hết những cái vân tay cũ đi và tạo vân tay mới. Trước khi tạo thì các bạn hãy lau thật sạch cái nút home nhé, cũng như là tay của các bạn, để nó không bị ảnh hưởng bởi chất nhờn, mồ hôi cũng như là bụi bẩn. Rồi sau đó chúng ta sẽ thêm vân tay mới cho nó. Thì chúng ta thường xuyên cập nhật vân tay mới này sẽ giúp chiếc máy nhận biết vân tay của chúng ta dễ dàng hơn. Việc cập nhật vân tay mới này rất là cần thiết, đặc biệt là đối với những cái bạn mà tập tạ chẳng hạn. Tay của các bạn vân nó bị ăn mòn rất là nhiều, thế nên là các bạn phải liên tục cập nhật mới cho nó để vân tay có thể nhận biết tay của các bạn một cách tốt nhất. Và tiếp theo thì tôi sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cách để chúng ta có thể cùng một lúc làm được 10 ngón tay ở trên một chiếc điện thoại. Bởi vì là như các bạn đã biết, ở trên iPhone thì chúng ta tính năng Touch ID chỉ cho phép chúng ta thêm được 5 cái vân tay vào mà thôi. Thì cái cách tôi sẽ giới thiệu dưới đây giúp các bạn có thể cho được cả sử dụng được cả 10 ngón tay của các bạn, 10 cái vân tay này để mở chiếc điện thoại của các bạn. Thì các bạn hãy bấm vào thêm dấu vân tay như bình thường. Và chúng ta ví dụ như tôi sẽ thêm 2 ngón này. Các bạn hãy sử dụng 2 ngón này nhé. Nhấn vào liên tục cho đến khi được thì thôi. Như vậy là làm như thế này thì đồng nghĩa việc là tôi đang thêm 2 ngón tay cùng một lúc. Và 5 ngón tay của tôi làm lần lượt với nhau như thế này thì đồng nghĩa với việc là tôi sẽ có nguyên cả một bàn tay để có thể mở được Touch ID. Đấy, ok, đã xong. Bây giờ tôi sẽ thử mở cho các bạn xem này. Hai ngón này nhá. Ngón này này. Ok, đều được. Và lần lượt như thế thì tôi có thể làm cả 10 ngón tay của mình lên trước iPhone của tôi. Và như vậy thì chỉ với một vài thao tác đơn giản, các bạn đã biến cái Touch ID của trên chiếc điện thoại của các bạn nó hoạt động được như một chiếc điện thoại mới, rất là nhanh và mượt. Đấy, các bạn có thể thấy đây. Tắt đi. Đó, các bạn thấy nhanh hơn vừa nãy rất là nhiều đúng không? Chúc các bạn thành công. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Đừng quên đến với True Smart nếu như các bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì trên chiếc máy của các bạn. Bye bye.